hùng vĩ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc được nhiều người biết đến không chỉ bởi nơi đây phong cảnh hữu tình, mà ở đây tình đất, tình người mặn mà sâu đậm. Người là hùng vĩ chất phác, hiền hậu như củ khoai hạt lúa, cần cù trong lao động, anh dũng trong chiến đấu giữ làng, giữ nước, bảo vệ quê hương, đoàn kết trên dưới một lòng, lễ nghi khuôn phép, giữ nếp gia phong vì nghiệp tổ, yêu quê hương, hướng về cội nguồn tổ tiên. Làng quê này còn được biết đến bởi những di tích lịch sử văn hóa có bề dày hàng trăm năm, minh chứng một truyền thống quý báu của nhiều thế hệ còn đọng lại ở những công trình văn hóa với nhiều sự tích hiển linh. Đó chính là quần thể di tích lịch sử văn hóa chùa làng quê, một nét đẹp văn hóa tiêu biểu trong những nét đẹp văn hóa của nông thôn Việt Nam. Với người dân hùng vĩ, ngôi đình làng từ lâu đã là hình ảnh thân quen, gắn bó với tâm hồn người dân và là nơi cân bằng phép tắc của cuộc sống cộng đồng, nơi chứng kiến những sinh hoạt, những phong tục tập quán và những đổi thay của người dân nơi đây. Nó đã trở thành biểu tượng thiêng liêng và là nơi khai diễn những nét tài năng, bản sắc của dân làng. Đình làng Hùng Vĩ được xây dựng cách đây gần 300 năm. Đình thờ một danh tướng có công dẹp giặc Nguyên Mông ở thế kỷ 13 tên là Lân Hổ Hầu. Tương truyền, thánh mẫu của Lân Hổ Hầu là bà Phùng Thị Dăm, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, quê ở làng Đình Bản, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây. Hàng ngày bà vào rừng đốn củi mang về bán để nuôi cha mẹ và gia đình. Một hôm đốn củi xong, bà thấy trong người mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi. Bỗng có một đám mây hồng ở đâu bay đến phủ kín người bà. Trong giấc ngủ mơ màng, bà nghe có tiếng hổ gầm rùng rợn. Khi tỉnh giấc, bà sợ quá chạy ra khỏi cửa rừng về nhà. Đêm hôm đó bà không ngủ được, thấy trong người khác lạ và bà đã mang thai. Sau 14 tháng mang thai, bà đã sinh ra một cậu con trai trông thật khôi ngô, tuấn tú, khác với những đứa trẻ bình thường trong làng, và bà đã đặt tên con là Lân Hổ Hầu. Lân Hổ Hầu được mẹ nuôi dưỡng lớn rất nhanh, mình cao 8 thước, sức vác vài trăm cân. Lân Hổ Hầu cùng với các trai làng ngày thì luyện võ, tối đến thì học binh pháp. Lúc bấy giờ có giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, vua Trần xuống chiếu cho bản dân thiên hạ ai có tài ra phò vua cứu nước. Lân Hổ Hầu được vua nhà Trần xuống chiếu vời vào cung, phong cho làm tướng chỉ huy một cánh quân, giao cho Trấn Ải từ làng Dục Mỹ, tỉnh Phú Thọ đến Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc mai phục chờ giặc đến đón đánh. Quân giặc Nguyên Mông hung hăng kéo vào trận địa phục sẵn. Tướng Lân Hổ Hầu cùng với các tướng sĩ tổ chức nhiều trận quyết chiến với quân giặc và đã làm quân giặc Nguyên Mông phải tháo chạy về nước. Kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, vua Trần triệu tập văn võ bá quan trong triều họp bàn luận công khen thưởng, phong tước phong hầu cho các tướng lĩnh, trong đó có tướng Lân Hổ Hầu. Với tài cầm quân đánh giặc, lại là một vị tướng trẻ, Lân Hổ Hầu được vua Trần phong cho 8 chữ Nam Thiên Tráng Khí, Bắc Khấu Hàm Tâm, nghĩa là trời Nam khí mạnh, đánh cho giặc Bắc Khấu phải run sợ đến tâm can. Sau khi được vua Trần phong tước phong hầu cho hưởng bổng lộc của nhà vua, Lân Hổ Hầu đã xin nhà vua cho từ quan về quê phụng dưỡng mẹ già. Bị thua đong, quân Nguyên Mông không từ bỏ dã tâm xâm lược, chúng lại đưa quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Vua Trần xuống chiếu cho Lân Hổ Hầu ra cầm quân giết giặc, và trong một lần quyết chiến tả xung hữu đột với quân giặc Nguyên Mông, Lân Hổ Hầu đã bị thương nặng và đã tử tiết tại làng quê Dục Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Thương tiếc danh tiếng Lân Hổ Hầu, vua Trần xuống chiếu gia phong thượng đẳng phúc thần, cho xây lăng thờ phụng và hạ chiếu cho những nơi Lân Hổ Hầu đặt chân đến lập đình thờ và thực hiện tế lễ theo nghi thức. Ghi nhớ công lao to lớn của tướng Lân Hổ Hầu, nhân dân làng Hùng Vĩ đã lập đình thờ phụng và thường xuyên hương khói. Bên cạnh việc thờ phụng danh tướng Lân Hổ Hầu,
đình làng hùng vĩ còn được dân làng xây dựng theo loại hình kiến trúc nghệ thuật. Đình làng được nhân dân xây dựng trên một khu đất rộng, rất đẹp và mang nhiều nét cổ kính. Đình làng nhìn theo hướng Tây Bắc, trước cửa đình có một sân rộng, hai bên tả hữu có hai tả mạt, có nhiều cây bóng mát xum xuê và có một ao nước trước cửa đình. Về nghệ thuật kiến trúc, đình làng được chạm trổ khá công phu, tinh xảo và có sự kết hợp hài hòa giữa hai nền nghệ thuật thời Lê và thời Nguyễn. Hai kẻ trước chạm hình con ly, mình có nhiều vảy, đuôi xoắn, cơ bắp nổi cuộn như đang gồng sức nỡ mái đình. Bên cạnh kẻ chạm lồng hình rồng uốn khúc. Có thể nói, mỗi bức chạm trổ ở đình làng hùng vĩ như đóng khung cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Mỗi bức chạm trổ được thể hiện xen kẽ với các hình vây, mây, hoa lá, phản ánh chân thực cuộc sống sinh hoạt của người dân và chứa đựng sự công phu, tỉ mỉ, sự tinh tế của nghệ nhân. Đặc biệt trong tòa đại đình của làng Hùng Vĩ còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc lớn với nghệ thuật chạm băng, chạm thùng, mang nét nghệ thuật kiến trúc độc đáo của thế kỷ 18 và đến nay vẫn còn khá vững chắc. Phía trên cửa võng hậu cung là bức nghi môn được chạm thùng trông rất đẹp mắt. Ở giữa, trên cùng chạm hình hổ phù, hai tay giang rộng bám chặt vào thành nóc. Hai bên hổ phù là hai con rồng uốn khúc, trông thật uyển chuyển sinh động. Ở giữa nghi môn buông xuống hai hình dải lụa chạm rơi, tư thế đậu, hai cánh xòe ra, hai đầu trúc xuống, miệng ngậm đồng tiền, thể hiện sự cầu mong một cuộc sống giàu sang phú quý của người dân trong làng. Dưới nghi môn là cửa võng hậu cung được chia làm bốn cánh. Hai cánh giữa chạm cương long mã, cõng một hình vuông chữ thọ. Hai cánh bên chạm hình phượng và hình rùa, miệng ngậm lá sen to. Dưới cửa võng là xà ngang của hậu cung. Xà ngang được chạm lưỡng long chầu nguyệt. Bên trong cửa võng là sàn, cửa khảm, sập ngồi của thượng đẳng phúc thần Lân Hổ Hầu. Ngoài những bức chạm trổ, đình làng còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật cổ có giá trị như một quyển ngọc phả chữ Hán Nôm, hoành phi câu đối, mâm bồng, đỉnh đồng, nổi hương, sập cổ, long báu, ngựa gỗ, 12 đạo sắc phong với Đức Thánh và thành hoàng làng của các triều đại vua chúa ở các thế kỷ 17, 18, 19. Trong số 12 đạo sắc phong được lưu giữ tại đình làng thì có tới 11 đạo sắc phong còn có ấn tín của nhà vua được nhân dân lưu giữ. Qua đó đã thể hiện sự trân trọng quá khứ của cha ông và sự đánh giá thật đúng mức với danh hiệu di tích lịch sử văn hóa. Không chỉ mang nhiều giá trị văn hóa kiến trúc, mỹ thuật và là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa của làng, đình Hùng Vĩ còn là di tích đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng của địa phương, gắn liền với sự nghiệp giữ nước của dân. Trải qua gần 300 năm tồn tại, đình làng Hùng Vĩ đã xuống cấp nghiêm trọng. Để gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đình làng, với sự hưng tâm công đức của nhân dân trong làng, du khách thập phương và sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, tháng 3 năm Tân Mão, đình làng Hùng Vĩ đã được hạ giải và trung tu tôn tạo lại theo nguyên bản cổ xưa. Sau 8 tháng triển khai sửa chữa, ngôi đình làng Hùng Vĩ được trùng tu tôn tạo lại theo nguyên bản cổ xưa của ngôi đình. Từ kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao cũng như các cột, kèo, xà, hoành, dui vẫn giữ nguyên được vẻ vốn có của ngôi đình. Mặc dù có thay thế một số cột, xà ngang, dui bằng các con chồng 7 cái, song kiến trúc nghệ thuật vẫn được các nghệ nhân chạm trổ phục hồi như cũ. Đó cũng là một thành công nổi bật của các nghệ nhân điêu khắc dân gian hôm nay. Để có được ngôi đình khang trang cổ xưa như ngày hôm nay, điều phải kể đến là sự hưng tâm công đức của nhân dân trong làng. Những con dân của làng quê Hùng Vĩ thành đạt ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã luôn hướng về cội nguồn quê hương với tấm lòng tha thiết để xây dựng cho quê hương ngày càng đẹp, giàu, phát triển mạnh hơn. Bởi quê hương là cái nơi nguồn cội đã nuôi ý chí,
tiếp thêm nguồn lực tinh thần cho mỗi người dân làng, của làng quê hùng vĩ. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Hướng về quê hương, mỗi người dân của làng Hùng Vĩ đều tâm niệm: mình sống trong cộng đồng thì đoàn kết yêu thương, và sự chung tay đồng lòng đó là để kết trái cho cuộc sống yên lành. Bởi vậy, việc tái thiết ngôi đình ở làng quê Hùng Vĩ hôm nay không ngoài mục đích là bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, nơi thờ cúng tâm linh của dân làng đối với các thần linh, các bậc tiền nhân, mà còn để duy trì truyền thống của tổ tiên để cho con cháu đời đời được thừa hưởng phúc đức. Ngôi đình của làng Hùng Vĩ được tôn tạo là thể hiện sự đoàn kết thống nhất, chí nguyện đóng góp của nhân dân trong làng và những người con đang lập nghiệp ở phương xa. Mọi người đều thấm thía câu nói ly hương bất ly tổ, nên những người con của dân làng Hùng Vĩ đã đem hết khả năng, tâm huyết, tinh thần và vật chất của mình cùng nhau hướng về quê cha đất tổ. Tất cả bà con, anh em, cô bác của các dòng họ trong làng đều kề vai gánh vác, thân ái đoàn kết, góp của góp công, quyết tâm hoàn thành ngôi đình làng để thờ phụng và để những người con đang làm ăn sinh sống tại quê nhà và những người con xa quê hương luôn hướng về nguồn cội, cầu an cầu phúc cho dân làng Hùng Vĩ được yên lành. Trong sự chung tay tôn tạo lại ngôi đình làng hôm nay, dân làng Hùng Vĩ đã ghi nhận sự tự nguyện đóng góp tích cực, nhiệt thành của những người con trên quê hương thành đạt, luôn một lòng hướng về quê hương. Trong buổi khánh thành đình làng, dân làng Hùng Vĩ cũng đã tôn vinh biểu dương các gia đình, những người con của quê hương đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để tôn tạo lại ngôi đình làng. Đình làng, nơi giao lưu bao giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, là nơi cha ông chúng ta gửi gắm tâm nguyện của mình cho tương lai con cháu. Với danh hiệu di tích lịch sử văn hóa và cùng với việc khánh thành ngôi đình làng hôm nay là sự kiện có ý nghĩa lịch sử để bảo lưu các kiến trúc cổ của làng được nhà nước công nhận bảo hộ về mặt pháp lý, là niềm tự hào của dân làng. Song cũng từ nay, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân địa phương cũng được nhân lên trong việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng tín ngưỡng theo đúng tinh thần luật di sản văn hóa, tuyệt đối không để xảy ra xâm hại về đất đai, cảnh quan và kiến trúc, những cổ vật cũng như thuần phong mỹ tục của dân làng. Bởi trong mỗi làng quê, trong tâm khảm của mỗi chúng ta, mái đình che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi hồng con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ